Kiều Tiên và Việt Anh kính chào quý khán giả đến với bản tin lúc 19 giờ 45 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin tối nay thứ năm ngày 18 tháng 7 năm 2024 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, hải quan và sư đoàn 5 thực hiện tốt công tác phối hợp. Hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2024. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững. Sôi nổi các hoạt động nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Thí sinh không được công nhận tốt nghiệp nếu bị điểm liệt. Quý vị, chiều ngày 18 tháng 7 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đại sứ, lãnh đạo các bộ, ngành, đại diện các hiệp hội kinh tế. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 62 điểm cầu các tỉnh thành. Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trình bày về công tác ngoại giao kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 và trọng tâm ngoại giao kinh tế 6 tháng cuối năm 2024. Các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, San Francisco trao đổi về tình hình đầu tư, phát triển, thị trường, nhu cầu tiêu dùng, cơ hội xuất khẩu, phát triển khoa học và công nghệ cho Việt Nam sang các nước, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp để mở rộng hợp tác đầu tư kinh tế ở các lĩnh vực. Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 7 tại Công an tỉnh Tây Ninh, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, hải quan tỉnh và sư đoàn 5 tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03 năm 2019 của Chính phủ và sơ kết 1 năm triển khai thực hiện kế hoạch số 52 ngày 6 tháng 4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tham dự hội nghị có ông Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng đã tích cực chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự theo chức năng của từng lực lượng, làm tốt công tác đối ngoại, góp phần phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an ninh và nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương. Đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ 2,3 kg ma túy, triệt phá nhiều chuyên án vận chuyển hàng lậu, tiền tệ qua biên giới, vận chuyển mua bán pháo nổ. Ngoài ra, các lực lượng đã trao đổi cho nhau hơn 338 thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tình hình ngoại biên, biên giới, qua đó bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trật tự trên tuyến biên giới, không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ. Tại hội nghị cũng đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện kế hoạch số 52 giữa công an, quân sự, biên phòng và hải quan tỉnh trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới. Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024, ông Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tham mưu các cấp ủy chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng an ninh, làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình nổi lên, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định ngay từ cơ sở, quản lý chặt biên giới và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia để giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự địa phương. Chiều ngày 18 tháng 7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tây Ninh phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ông Phạm Văn Tính, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Thời gian qua, các cơ quan báo chí và hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật, không để xảy ra vi phạm trong thông tin tuyên truyền. Trong 6 tháng đầu năm, báo Tây Ninh đã xuất bản được 99 kỳ báo với số lượng phát hành gần 1,4 triệu tờ và báo Tây Ninh Online đã đăng tải trên 5.800 tin bài. Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh sản xuất phát sóng gần 8.000 tin bài trên sóng truyền hình và phát thanh, thực hiện 13 bản tin một ngày, trong đó 6 chương trình trực tiếp trên sóng truyền hình và 5 chương trình trực tiếp trên sóng phát thanh. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng tải hơn 890 tin bài và video clip. Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh đăng tải hơn 1.500 tin bài và video clip.
Tại hội nghị, đại diện các cơ quan đơn vị đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp, cung cấp thông tin nhanh, chính xác, tạo thuận lợi cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp. Định hướng tuyên truyền báo chí thời gian tới, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Phạm Văn Tính đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024, quan tâm tuyên truyền kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong tháng 7 năm 2024, chủ động trong việc tuyên truyền, dẫn dắt, định hướng thông tin với phương châm chính xác, chính thống, nhanh nhạy, có kiểm chứng. Chiều ngày 18 tháng 7, ông Dương Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chủ trì hội nghị giao ban quý 2 năm 2024 của ban đại diện. Tại hội nghị, ông Đào Anh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh cho biết, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách của tỉnh đến hết tháng 6 đạt hơn 4.235 tỷ đồng, tăng 5,7% so với đầu năm. Doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt trên 713 tỷ đồng, với 22.475 lượt khách hàng vay vốn. Qua đó đã thu hút tạo việc làm cho 8.441 lao động, tạo điều kiện cho 773 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng hơn 24.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà ở xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội, đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2024, các thành viên ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan cần làm tốt công tác phối hợp, tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tín dụng chính sách. Đối với các tổ chức chính trị xã hội, làm tốt công tác rà soát, quản lý quy trình vay vốn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị nhận ủy thác. Sáng ngày 18 tháng 7, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra, công tác truyền thông phổ biến về chính sách, pháp luật được tổ chức thực hiện hiệu quả. Những kết quả đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Phát biểu chỉ đạo về nhiệm vụ phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2024, ông Phạm Văn Đặng, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu tập trung nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị, nhất là công tác tham mưu xây dựng thể chế, văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai đề án 06, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, tiếp tục coi là giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ. Thú vị, trong 6 tháng đầu năm, huyện Gò Dầu đã tập trung thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá. Đây chính là tiền đề, là động lực để toàn huyện tiếp tục phấn đấu, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách đã đề ra. Tính đến hết tháng 6, huyện Gò Dầu đã thu ngân sách nhà nước được 162 tỷ đồng, đạt gần 63% kế hoạch tỉnh, đạt gần 62% kế hoạch của huyện. Ngay từ đầu năm, thì được ủy ban nhận cái chỉ tiêu huyện giao về công tác thu ngân sách á, thì sau khi nhận cái chỉ tiêu thì đảng ủy cũng như ủy ban dân tập trung chỉ đạo các ngành có liên quan, nhất là phối hợp với công tác của hội đồng tư vấn thuế, thì tuyên truyền cho người dân nắm rõ cái quy định về cái nghĩa vụ thuế, tích cực tham gia nộp thuế. Cái thứ hai là hội đồng tư vấn thuế là phải tập trung rà soát các cái nguồn thu để đảm bảo cái nguồn thu là thu cho nó đạt, để thực hiện công tác thu ngân sách năm 2024 đạt chỉ tiêu. Năm 2023, huyện Gò Dầu là một trong ba địa phương hoàn thành kế hoạch thu ngân sách sớm và được Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Năm 2024, dự toán thu ngân sách nhà nước của huyện Gò Dầu gần 259 tỷ đồng. Với số thu đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, số thu ngân sách còn lại trong 6 tháng cuối năm sẽ không còn là áp lực. Do Ủy ban Nhân dân huyện đã triển khai kế hoạch và có giải pháp phấn đấu tăng thu ngay từ đầu năm. Cái ban chỉ đạo thu ngân sách hàng tháng họp là có cái kế hoạch cụ thể chia ra từng tháng. Như vậy thì chúng tôi sẽ phấn đấu trong tháng 11/2024 là chúng tôi sẽ hoàn thành cái chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024, để có cái còn một tháng lại chúng tôi phấn đấu thu để có cái tăng thu. Từ nay đến cuối năm, bên cạnh các giải pháp của huyện,
Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị các đơn vị, các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục Thuế về cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế. Thú vị hội thảo khu vực Đông Nam Bộ với chủ đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS tổ chức đã diễn ra chiều ngày 18 tháng 7 tại Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành trong khu vực cùng hàng trăm chuyên gia doanh nghiệp trong và ngoài nước. Lãnh đạo VCCI nhấn mạnh, hội thảo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững là cơ hội để các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trao đổi và thảo luận về cách quản trị môi trường, thúc đẩy tăng trưởng xanh giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực Đông Nam Bộ và với các khu vực khác trên toàn quốc. Trước những thách thức về biến đổi khí hậu, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt và áp lực từ sự phát triển kinh tế, hội thảo này giúp các tỉnh thành trong khu vực có thêm kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục cải thiện bền vững các chỉ số phát triển xanh, cùng mở ra cơ hội hợp tác, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà quản lý tham gia hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm xoay quanh việc tạo dựng môi trường kinh doanh và liên kết vùng, những vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế cho phát triển kinh tế xanh. Các phát biểu đều nhấn mạnh, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng, mà còn là nền tảng xây dựng nền kinh tế bền vững và thịnh vượng. Thưa quý vị, thực hiện đề án xây dựng trường chính trị đạt chuẩn giai đoạn 2022-2030, trong thời gian qua, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1 đến năm 2025, phấn đấu mức 2 năm 2030. Tính đến tháng 6 năm 2024, Trường Chính trị tỉnh đã đạt 42 trên 55 tiêu chí, đạt 76,36% bộ tiêu chí trường chính trị chuẩn. Mặc dù còn một số tiêu chí chưa đạt như tiêu chí về nghiên cứu khoa học, tiêu chí về nâng cao trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng đa số các tiêu chí chuyển biến tích cực đạt khoảng 70% trở lên. Trong thời gian tới, từ đây đến năm 2025, thì trường là tập trung cái công sức rồi cũng như các nguồn lực để thực hiện cái tiêu chí này. Và trước mắt là chỉnh trang lại cái cơ sở vật chất. Và cái thứ hai rất quan trọng là liên quan đến đó là xây dựng cái đội ngũ cán bộ giảng viên theo đúng cái quy định của trường chính trị chuẩn. Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường cũng tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực hiện các nội dung có liên quan đến đề án xây dựng trường chính trị đạt chuẩn giai đoạn 2022-2030, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Ngày 18 tháng 7, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh tổ chức hoạt động về nguồn, họp mặt và hội thi tiếng hát karaoke trong cán bộ công đoàn nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 năm 2024. Bà Phan Thị Hồng Đào, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh làm trưởng đoàn. Đoàn đã đến dân hương tại khu lưu niệm Liên hiệp Công đoàn Giải phóng miền Nam thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Hoạt động nhằm thể hiện sự tri ân, tôn kính sâu sắc đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là các thế hệ tiền bối công đoàn đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phan Thị Hồng Đào ôm lại truyền thống dễ dàng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Dịp này, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức trao giải cuộc thi ảnh khoảnh khắc yêu thương. Ngay sau đó là hội thi karaoke với nhiều giải thưởng hấp dẫn, mang đến không khí sôi nổi cho buổi họp mặt. Nếu thí sinh bị điểm liệt ở các bài thi dùng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông thì không được công nhận tốt nghiệp. Đây là quy định của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Căn cứ theo quy chế tuyển sinh năm 2024, tất cả các bài thi và môn thi thành phần tổ hợp lấy điểm xét công nhận tốt nghiệp đều phải đạt trên 1 điểm. Như vậy, nếu đạt điểm 1 hoặc nhỏ hơn 1 điểm theo thang điểm 10 sẽ được coi là điểm liệt. Thí sinh bị điểm liệt ở một môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tốt nghiệp hoặc một trong ba môn bắt buộc gồm toán, văn, ngoại ngữ sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Ngày 19 tháng 7 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét tốt nghiệp trung học phổ thông cho các thí sinh. Thưa quý vị, chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, các nhà sách, đơn vị cung ứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã nhập về đầy đủ các loại sách phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Năm nay, sách giáo khoa giảm giá trung bình từ 10 đến 15%. Dù chỉ mới giữa tháng 7, nhưng thị trường sách giáo khoa, dụng cụ học tập đã trở nên sôi động. Theo đánh giá của phụ huynh và học sinh, năm nay, đồ dùng học tập cải tiến về mẫu mã chất lượng, còn giá cả thì phải chăng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường. Năm nay thì tại vì em thấy thì thị trường sách đó, nó cũng phong phú lắm, nhìn mẫu mã đồ nó cũng đẹp, nhưng mà giá cả thì nó cũng y như mọi năm thôi, cũng không có lên gì. Rồi ai cũng tranh thủ, em cũng tranh thủ chứ, để cho con có đọc, ở nhà nghỉ hè nè, có đọc. Khảo sát tại một số nhà sách cửa hàng cho thấy số lượng sách giáo khoa năm nay phong phú. Ngay từ khi kết thúc năm học 2023-2024, các nhà sách trên địa bàn thành phố Tây Ninh đã nhập về đầy đủ các đầu sách giáo khoa cần thiết. Các nhà sách cũng đã có các chương trình tri ân giảm giá cho phụ huynh khi đến mua sách chuẩn bị cho năm học mới. Hiện tại thì nhà sách đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các đầu sách giáo khoa như là Của Chân Trời, Cánh Diều với lại Kết Nối Tri Thức là tụi em đã chuẩn bị từ hồi tháng 6 rồi. Thì tụi em cũng tổng hợp lại được một số những cái chương trình mà các trường đã lựa chọn cái sách học cho các bạn á. Thì tụi em cũng đã chuẩn bị hết được những cái đầu sách đó. Ngoài ra thì còn có những cái khác như là sách tiếng Anh hay là sách tham khảo cũng như là những cái sổ tay kiến thức này kia thì tụi em cũng đã chuẩn bị khá là đầy đủ. Năm học 2024-2025, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam sẽ thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đối với giá sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam xây dựng giá theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Thường thì rất là thích đi nhà sách. Thì so với những năm trước thì năm nay thì tôi thấy là mẫu mã của năm nay thì rất là đa dạng. Có nhiều sự lựa chọn cho mọi người. Những mẫu sách rất là mới mẻ và độc lạ để cho những bậc phụ huynh và các bạn học sinh có thể tới đây và lựa chọn. Để chuẩn bị tốt cho năm học mới với các sản phẩm sách vở đồ dùng học tập bảo đảm chất lượng thì phụ huynh và học sinh nên tìm đến các cửa hàng sách, nhà sách uy tín để chọn mua sản phẩm, tránh mua phải đồ dùng học tập kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trôi nổi trên thị trường. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin lúc 19h45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.